làm hoài vậy hả? Không nè, nghe chồng vô mắc tay mà trong mình sao đi ừ, cái tay bà có chút xíu quá trời. Rồi tối nay tôi mới gờ tới rồi kiếm kìa nó một bộ, nói chung là quần chip quần lót á với áo ngực là đầy đủ luôn. Rồi mẹ chồng là chuyên tâm đeo hết luôn. Đó. Rồi. Đủ chưa? Đủ bộ. Hai vợ chồng đang kè về quý vị khán giả. Long kè chim sâu về ha. Không biết cái vụ gì đây. Rồi mời quý vị khán giả đó theo dõi ha. Đó. Trời ơi trời. Kìa. Trời ơi trời, con buồn ngủ. Thằng yếu vậy hả? Sao vậy? Chưa tới giờ ăn thuốc á. Chưa tới giờ ăn thuốc hả? Ừ, chưa ăn uống gì, chưa ăn uống gì chân, không ăn uống ngủ hoài. Đâu vậy? Bệnh hay gì rồi? Không ấy đây đó. Đây nè chị. Đây nè. Dạ, cô chú chịu khó vô chổng không đây? Nó quên. Vinh Phùng Hòa nè anh Long. Long. Nhức đầu rồi, nhức đầu rồi, nhức đầu rồi. Nhức đầu. Đâu cái kêu chị ra mới được, có chị. Kêu nó ra đâu. Kêu ra đây. Kêu cái phóng tải đây. Rồi, Long, Long bực bội gì vậy? Nóng rồi. Chị có cho nằm ngủ hoài kìa. Ngủ hoài. Uống thuốc buồn ngủ hay gì á? Chưa có ăn uống gì hết trơn. Chưa có ăn, chưa uống gì hết trơn á. Đâu. Thôi thôi để chị nằm đi. Có gì đưa chị sao? Chưa có ăn, chưa có uống gì hết trơn. Còn nước thì ra ngoài. Đi. Con ba đi đâu? Con ba đi đâu rồi? Mặc dưới đây nằm rồi, chút nữa là dọn dẹp rồi nằm hoài. Rồi chút xíu người ta làm đây rồi, cũng phải dọn thôi. Bả thấm thuốc hay gì bả mua? Thuốc uống đâu, thuốc ngày nay có uống thuốc đâu, còn thuốc sinh kìa. Chưa uống hả? Chưa uống luôn hả? Trời ơi. Không ăn không uống gì hết trơn, sau chó cho nó uống. Phải ăn vô ừ, không muốn vô giặt lắm à. Ông đầu tóc bù xù cho nghe. Sáng là phải đi kiếm vợ về mới được. Thì anh không nổi. Tại vì anh Long anh muốn là cho vợ ăn sáng. À. Để uống thuốc nhưng mà sáng là chị đó. Chị đi rồi bây giờ là ở nhà không có thuốc men gì hết. Rồi không chịu ăn rồi giờ nằm ngủ gì nữa nè. Khó luôn nè. Vậy là chưa uống hả? Chưa có uống nè, cái sáng là chưa có uống nè. Anh làm việc mạnh coi cho bà chắc từ giờ bà đi bà có ăn cái gì đó. Bà có ăn gì đâu, đắng nằm đắng ngủ đắng nữa. Ngủ đắng hả? Ngủ luôn hả? Có ăn có uống gì đâu. Sao dám cho nó uống thuốc được. Bực bội hả? Thấy làm như anh Long bực bội vậy. Thôi có gì từ từ nói anh. Lấy nước rửa mặt chị đi. Còn nhiều khi còn giống như là buồn ngủ á. Rửa mặt chị cho chị tỉnh. Thấy cảnh này quý vị khán giả không có vợ quý vị khán giả. Tới kìa. Trời. Bây giờ sao trong mình chứ mày cứ nằm hoài vậy? Hả? Không. Nè. Mẹ chồng vô. Lắc tay. Mà trong mình sao? Đi ừ, cái tay bà có chút xíu quá trời, tối nay tôi mới gờ tới. Rồi. Đi lại đẳng nằm giống đẳng ngủ luôn. Đẳng nằm giống đẳng ở đâu? Nằm giống đẳng. Trong mình sao anh hỏi coi chị trong mình sao rồi. Trong mình đó sao mà hỏi không trả lời gì chứ luôn á. Hỏi không trả lời luôn hả? Không trả lời luôn hả? Không. Chúng mình chi sao chị nói không biết luôn. Sáng giờ có ăn gì chưa? Có ăn uống gì đâu. Không ăn mà cũng không uống nữa rồi làm sao mà hết bệnh. Cho nó ăn uống nó uống thuốc vô. Này là hút cử rồi đó. Hút cử. Hút cử luôn hả? Giờ này. Rồi vậy hút vô đây. Giờ này cũng gần 11 giờ rồi. Nhanh. Rồi vậy. Hút mấy đứa nó đâu. Ờ. Rửa mặt. Vô ngoài rửa mặt cái đi. Cho nhà đầu rồi tao rửa mặt đi. Cái đầu cổ nè. Trời ơi. Nó nóng sốt gì không? Không, nó mắc cử hả? Da mày dẫn nó vô rửa mặt cái gì. Anh rửa mặt cho chị đi. Đây nè. Đây nè. Đây nè. Đi rồi. Đâu, đi nhà tắm bên kia. Rồi để rửa mặt cái. Ờ, rửa mặt trời ơi trời.
cô tự cấp giờ anh cô mà một khi mà có gì anh Long có dẫn cô làm giống gì không cô? Bữa nay mới thấy anh Long nhắc vô cái mặt cô. Trời ơi trời. Rồi sao vô lau mặt bả cái đi. Vô ngoài ngồi đi. Ngồi ngồi đi. Trời ơi không lấy thuốc luôn kìa. Đưa thuốc cho chị uống. Đó. Em ạ. Phải làm cho chị tỉnh chứ bây giờ là không giờ không có mua đồ ăn luôn hả? Hỏi coi có ăn gì không? Chưa ăn sao uống? Không chịu ăn, rồi sao ăn? Rồi sao không được? Còn cơm nguội không? Bới cho bao miếng cơm nguội đi. Có mì không? Mì nấu cho bà ăn gói. Nửa gói được rồi, gói ăn không hết đâu. Chứ chưa ăn thì sao mà uống được, uống nó giặt thuốc à. Nó kỳ quá, nó nằm ngủ 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 hoài. Hôm giờ nó có uống thuốc không? Có, nó uống viên đó, uống liều đó. Uống liều tao sợ như thuốc đó, nó giặt nó đó. Chị ăn mì không? Chị cũng lắc đầu không hỏi không trả lời. Hay ăn hủ tiếu gì không? Giờ trong người chị như thế nào chị nói em nghe đi. Chị Phụng. Mát quá. Giờ trong người chị như thế nào? Có khó chịu hay gì không? Không hả? Hay là buồn ngủ? Buồn ngủ hả? Chị ngủ giấc này ngủ. Gần 1 giờ rồi đó. Chị ngủ chị bỏ giờ ăn luôn. 1 giờ chưa rồi đó. Chị dễ bị mất sức lắm đó. Giờ chị uống như vậy đâu, hồi chị kiếm gì chị ăn vô nha. Nước này. Giờ này chị lạnh hay sao? Phải thấy chị mặc áo áo ấm nè, tưởng chị lạnh. Ngồi đây đi. Ngồi. Ngồi đây đi. Ngồi đây cho mát mát cho họ tỉnh lại hả? Chứ chị nằm vô ngủ ngửa hoài nó dễ bệnh thêm đó. Có cái gì đó ấy ra nó bọc đồ gì đó ấy ra xét rồi. Dạ để xíu. Ngủ gì sao mà ăn uống gì được không? Rồi sáng giờ đi lợi tiệm mà có ăn cái gì không? Không luôn hả? Không có uống luôn nữa. Có uống gì không? Lợi giống nào ngủ hả? Ngộ à. Chị nhịn ăn hoài lần nữa mắt sức xỉu đó nha. Tụt canxi. Ừ, tụt canxi đó. Con nghiện chắc đã chứ. Con đâu mày? Ồ, con nội không? Bẻ cái đó. Dây điện đó. Thử coi. Chị ăn không nổi hay sao? Đi. Bỏ vô, bỏ vô. Chị không ăn. Chết. Chưa ăn nữa. Đã xuống. Ví dụ như chị ăn không nổi. Ăn đi. Chị ăn uống thuốc rồi. Nha, đi ăn miếng cháo hay gì cho chị hay thuốc đi. Đồ chở đi ăn. À, đồ chở đi ăn ha. Ừ, rồi nằm đi rồi lấy chút phô đồ đi rồi cũng đi gì đi. Đâu. Khăn mặt cho chị. Cô quay cho con đi. Cô quay cho anh. Chắc bụng không? Còn đứt này ra nó hết ra đứt. Dạ, dạ con. Dạ cô ơi. Con mở quà quà ra. Để cho nó mở đi, nó mở cho nó coi. Trời ơi, có xà bông này kia nữa. Đồ đẹp không? Đồ đẹp không? Ừ. Cô chú ngồi đi, cô chú. À, kính chào ông bà cô chú chị nha. Hiện tại thì hôm nay có đem cái thịt quà của mấy cô chú mấy dì mấy cô ở khán giả ở Vĩnh Long có gửi cái phần quà này cho cô chú. Thì khi tới đây thì bé Đức đã khui trước rồi, đem vô là bé Đức khui rồi. Tặng cho bà. Đây là cái phần quà của nguyên gia đình mình luôn nha cô. Dạ, của mấy cô mấy dì ở khán giả ở Vĩnh Long cũng lớn tuổi rồi, là gửi cho gia đình mình. Đó, xà bông sữa tắm rồi đồ, nói chung là mình khui ra đi cô.
cô nghe đây cô, cái nào của cô thì với dạ, chú thì cô chú nhận nha, còn của chim sâu chứ chim sâu nhận. Đấy, có ghi tên sao hóa rồi sao biết có ghi tên mà cái đó có ghi tên. Đây là cô bông gà nút lại đi con. Trời ơi sao bông sữa tắm cho chị chim sâu nè, tắm nhớ tắm nha cho nó thơm, tắm cho nó thơm. Trời ơi tắm thơm đó. Đúng rồi, quà đẹp quá. Bơ phở cho đó, cái này sao bông gội đầu? Sao bông gội đầu? Cho là nhớ gội nha. Sao bông này gội đầu chứ không phải sao bông giặt đồ nha, lấy giặt đồ đi cho nó hết đi. Trời ơi, cái giá để điện thoại nó vậy á, hay cái điện thoại. Cái kiến. Trời ơi, tưởng đâu. Cái chim sâu trang điểm đó. Trời ơi, đâu. Nói chung là đồ bạc này để trong gia đình này xài quá ok. Đồ đẹp quá. Đẹp không con? Rồi gửi ai còn gì dưới nữa không? Cô chú anh chị. Ừ, sắc nha, đánh răng. Biết là đó. Mấy cô mấy dì ở Vĩnh Long rất là quan tâm gia đình chị chim sâu. Đó thì trời. Cho ồ cái trà lưng. Hai cây. Hai cái lược. Đây là cái gì đây? Cái này cái gì? Đó đó, đâu có đọc coi ghi từ giấy. Thịt phồng. Vui quá. Vui quá hả? Cái này là thì, của gì gì nè, đọc đọc đi. À, mấy cô mấy gì ở Vĩnh Long có nhắn á, là em nhắn giùm chị mẹ chồng chim sâu đã thương đó thì đẹp. Không trách mà trách thì không thương. Rồi. Mà thấy bà cứ trách chim sâu đó không à, xem mà cũng thấy hơi bực. Đó, cái đó chia ra. À, bà nên ở riêng cho thoải mái cho chim sâu. Bà ở chung vậy chim sâu cũng căng thẳng đầu óc chịu không nổi đâu. Mà cũng thoải mái cho bà. Đây là những cái lời nhắn của mấy cô mấy dì ở Vĩnh Long nha. Con nhắn lại thôi chứ con không biết. Con đọc à, cô chú anh chị cũng thương tình đó thì cũng thông cảm cho mình. Mình đọc những trời cái lời nhắn. Cặp con đó có vàng không ở rồi? Cô gì ở chắc trang điểm quá. Đồ trang điểm cho cô vậy á. Mẹ chồng thì cũng gửi những cái quà. Tẩu vàng. Tẩu vàng luôn. Cái đó của chim sâu nha cô. Trời ơi, vàng. Đây là những phần quà của mẹ kiến của mẹ nè. Đây đây đây, mẹ chồng khui cho chị chim khui. Sâu. Khui, cái gì đó vàng. Tẩu vàng. Kìa. Ồ, tẩu. Đây mua kẹp cho chim sâu. Hai ba cây kẹp luôn, kẹp tàu luôn. Vàng nữa tẩu, nguyên một dòng xi măng. Đó. Tẩu ngố, tẩu. Ơi, chim sâu. Nhắn kìa. Nhắn gì kìa? Nè, vàng của mấy cô đưa là cho tặng nè. Đâu phải à, rồi đó. Đâu. Mừng không? Mừng không? Mừng không? Đâu. Rồi đó ra đi. Rồi lột cái áo ra đi mặc vô. Tụ cái này cái hộp ngọc trai trà bá luôn. Cái kẹp có hộp ngọc trai luôn đó. Nè, đây nè, quả thế rồi. Trời ơi, ổng mừng kìa trời. Trời ơi. Đâu cài lên liền luôn. Đây, đây là cái tờ giấy ghi. Đọc. Không có thấy đường. Chị tặng em Phụng đồ nè. Trang sức để em đẹp thêm. Ờ đó. À, và chị thấy Long thương em rất là nhiều. À, còn Phụng lo cho Long cũng rất là chu đáo. À, trước lúc lo từng muốn ăn nhường mấy anh em. Kiến nè. Nhờ gì? Cái kiến nè. Vì mấy anh em quay phim ai cũng biết. À, đúc từng miếng ăn. Rồi đeo vô luôn đi. Là chị đeo luôn đi. Đeo luôn đi Long. Đeo chim sâu luôn đi. Ủa cho đẹp cho ôi trời. Này vàng khủng luôn. Vàng khủng luôn á tàu ô tàu. Này chị có nói là nhà gì ba cái vàng non gì đó. Là nó đeo nó lâu lâu dữ lắm. À đeo được lâu lắm. Lâu lắm. Có sợi dây bạc nữa nè. Yeah. Trời sợi bạc nữa nè. Tàu ô tàu. Tặng cho em cũng nha. Rồi cái đó cũng có sợi dây nữa hay gì á. Nó nhìn đứt kìa. Bây giờ kêu chị lọt cái áo ra đi đeo vô cho nó đẹp. Ờ đeo đeo cho tàu ô đồ trang điểm nữa. Đây là còn tấm giấy nữa nè. Vì hai dặn gì nữa? Vì dặn hai vợ chồng con có đi chơi thì đánh phắng với má Hồng. À, chứ tính kem chung cho nó tính hết. Vì thương hai vợ chồng con cả gia đình luôn. À, vì chúc gia đình này. Hạnh phúc. À. Đó, đây là những cái lời nhắn của các cô các dì ở Vĩnh Long. Ừ, dạ. Đó. Cái đó dặn ý đó. Mát. Cái đó. Thằng đất bà nội. Thì lột cái áo ra chị cho nó mát. À. Lột áo ra anh Long. Lột áo cho chị kìa đeo vô. Rồi đeo vô đi cho nhà hậu tâm thấy rồi. Trời ơi, cái này quá thế rồi. Cái này khủng lột rồi. Nó ra hết đi.
không dồn cho đi đưa cho nó đây đây nè thì đưa cho nó nè cái bóp rồi nè đây anh đeo vô hết luôn đi cho nhà hảo tâm ta vui đỏ tàu quá thế vàng rồi tàu tàu nguyên bộ luôn thầu uống cái gì tàu có cành mai cành đào gì nữa chị Long ơi à. Đeo từ món đi rồi đeo từ món đi cái này là để trà lưng nữa con cho nó sạch đó nè để đó nè nó quá khủng quá rồi nhiều luôn rồi nè coi rất là thích cộng dây chuyền thì hôm nay thì mấy cô mấy dì ở Vĩnh Long cũng gửi những cái món quà yêu thương kịp thời để cho chị có những cái phần quà rồi xong đâu rồi đánh liền luôn mấy cô mấy dì có nói với anh Long nè cái này là đeo cho chị thôi đó, khi mà bây đi ra đường á bay. Mấy cô mấy dì có nhắn anh á khi mà đi ra đường á thì đừng nên đeo mấy cái này nha sợ nhiều khi nguy hiểm này kia nguy hiểm mà chị á nha đừng nào chị đi một mình á chị đi một mình nguy hiểm lắm á ơi chứ này đỏ tay luôn thằng ô cái đó để ra trên cái này nè cho nên là cái đó thì em nhắn thôi thôi còn Long thì nên mình nên cẩn thận đầu, cổ, khi nào mà nè. Hai vợ chồng đi chung á thì nó dễ còn mà đi chị đi một mình thì ra, thì cởi ra có đồ chú luôn á chú rồi bây giờ cô cứ tắp ra đi cô chắc bây giờ nó làm mới dứt gần hết rồi cô bỏ ra từ món đi cái nào của chim sâu thì chim sâu nhận còn cái nào của cô chú nhận quá trời đẹp luôn quá trời đẹp luôn tàu ô đánh trời ơi quá trời đẹp luôn rồi bữa nay là nguyên cái thùng quà này là theo con tính là cũng khoảng mười mấy ký á con chở đó quá sao tàu ô trời có bánh nữa đức ơi đức vô bánh rồi đức đức vô bánh nữa có bánh nữa tàu ô thử hay gì có bánh nữa không vừa trời ơi bánh nó mông lan đeo đeo cho chị coi vừa không đúng rồi cái gì đeo một cái á một cái coi bánh nữa nè cái này là cái gì ồ rồi kê chưa rồi còn đâu cái nào đeo vô hết luôn kem kem sữa rồi đọc tiếp cái không cái này để con đọc đọc ơi tại vì từng món là có một tờ giấy cái này là gửi chị chim sâu đầu tiên em gửi lời chúc sức khỏe chị và gia đình mình lúc trước em có 35 kg da nhăn và ốm em uống hai hộp thuốc này nên ăn được ngủ được sau thời gian giờ em được 48 kg mạnh khỏe da hồng hào đây là thuốc thuốc gì thuốc tàu má năm đây là cái phần quà của má năm mua cho chị đó uống thuốc tàu gì đó lớn ở Trà Ôn nè má năm cái tiệm thuốc tàu lớn ở Trà Ôn nha đã được kiểm định chị yên tâm mà uống chị thấy em thấy chị ốm yếu như em hồi nhờ trước nên em chỉ má năm mua cho chị đâu anh dở cái này trong đây tấm giấy có gì không để mạnh khỏe để đọc nha để em đọc hết chị mập lên sẽ rất là đẹp đó chị nha chị gán uống hết hai hộp này là sẽ mập rất là đẹp nên ráng uống để đẹp đó để giữ chồng nha chị anh Long gán nhắc chị uống thuốc nha anh rồi giỡn tôi giấy ra sáng một viên chiều một viên trước rồi, khi rồi, ăn có luôn đọc luôn Long hộp thứ hai là ngày uống chưa, chưa đã viên là lọc, chúc đọc gia xong đình rồi, hạnh phúc rồi đây là cái thuốc đó là gửi cho chị luôn á rồi tới Long đọc trong đây cái gì này là cái gì nói chung á bây giờ thì trước khi uống thuốc thì phải đi hỏi trước nha Long cái thuốc đó là trước khi uống là phải lại tìm hỏi bác sĩ này kia kỹ kỹ nha đây là đồ thuốc mà cũng khó quá ngon rồi thấy là cái này là cuốn thủng không có gì đâu rồi coi ơi ba chiếc đây đổ vô đây cái cộng dây chuyền nè đây nè đổ vô cái đó nè nè Long đổ vô luôn kiếm gì son hay vậy thấy rồi trời ơi cái đứt nè nói chung là những cái đồ mà đồ lót á là của chị chim sâu hết nó gửi đồ lót nè có khăn áo nam luôn nè đồ đẹp quá trời ơi quay đây coi chụp xin tấm hình coi trời ơi trời ngon à trời ơi nhiều quá đâu thì không nào áo vô bộ coi cái bộ đồ
Đó, dạ. Đồ đẹp không à? À có đồ anh Long với chú nó hay gì mà. Đâu cô dở ra từ món này. Cái áo đó, cái áo đó cô. Cái này hả? Áo đó. Đó, đồ Long hả? Bắn vô Long Long. Đó. Ơi ok à. Áo còn tem đó. Đúng còn tem mới. Áo mới không ạ? À? Đây là cái áo của anh đây. Lên cho xin tấm hình đây. Nha. Trời ơi nè, bữa nay thấy mặt bả như buồn à. Này yếu gì vậy? Yếu à. Người ta đi tới đi lui hay gì? Phát vận động cho phải phả. Phát. Hết hả cô? Hết rồi đó. Cơm nè. Đó có giấy không? Có giấy không? Cái này có gì giấy này đó đây. Đây. Sửa rửa mặt. Là cái chai nãy á. À bé Đức lục mấy tờ giấy rớt hết trơn. Đây là cái áo nè. Áo đẹp quá. Mua đó thôi. Mua rồi. Mua áo luôn coi. Đúng không vậy giờ? Lo cho gì bụng từ ly từ lý luôn. Bây giờ con kìa có bánh kìa. Con ăn đi. Kéo mạnh ra. Quá trời đồ. Rồi. Đó gì nữa hả? À, các cô các dì cũng thông cảm cho con này, bé Đức lục ra là rớt mấy tờ giấy hết rồi, con đọc chưa có hết được nữa. Thôi thì gia đình mình san sẻ mặt đi hả cô? Dạ cái nào cô thấy bạn được cô cứ bạn đi. Mấy gì thì gửi nguyên gia đình mình đó. Rồi còn mấy những cái đồ mỹ phẩm này kia mấy vật dụng là gửi cho cô sau. Cái gì trên vai đó hả? Không. Quá đẹp luôn trời. Cái bộ trang sức quá hợp luôn. Nè ông Long ông khoái nhất là bộ đồ này nè, nó màu hồng nó đồ bằng đồ luôn, nhí nhảnh đẹp luôn á. Hai người cho xin tấm hình coi. Nè nè. Nhìn đây nè. Nhìn đây nè, con xích ra bé Đức cho chú chụp hình. Đó có tờ giấy kìa, cái đó còn nguyên kìa. Đó. Cái tờ giấy đó lên đây. Quay. Đọc lên. Đọc lên. Quần quần mặt đầm. Đó. Dì Mai cho con, dì chúc hai con hạnh phúc. Thanh Kiều với đi good. Quần mà quần mặt với đầm đó. À, gì gửi, gì Mai đó. Bây giờ soạn qua bên đây là coi còn sót cái nào của những lời nhắn của những nhà hảo tâm đi gửi. Thuốc mà. Cho cái này là kiếm tờ giấy cũng căng lắm mà nha. Đức nó quậy ra tùm lum căng luôn. Đức nó gỡ ra hết rồi. Sao? Cảm ơn mấy cô mấy gì. Cảm ơn mấy cô mấy gì. À. Đâu ạ. Tặng quà tặng quà cho Kim Phụng ha. Quá nhiều rồi. À, bữa nay sắc mặt tái rồi đó. Gán ăn tại vô. Chị không ăn kìa, chị ngủ không. Bây giờ cái áo dài. Đây. Tụ đây nè, cái này ngon nè. Bộ đồ này đẹp nè. Đồ màu hồng nữa, màu hồng yêu mến không đó. Anh thấy như thế nào Long? Vui. Vui. Thấy cộng dây chuyền sao? Quá đẹp luôn. Còn cái của con. Cái về áo nó lại này. Thì quý vị khán giả cũng thấy không? Không phải con. Là cái bộ trang sức là đủ hết chưa? Chưa, còn xi măng nữa. Cái cọng này là của ai? Của người ta hả? Nó đều vô đó. Mới đều vô. Mới đều vô luôn ha. Này cọng này với ba chiếc đó ha. Còn bộ xi măng ở trong cái cặp nữa kìa. Cái đó hả? Cái này. Chiếc nhẫn nữa phải không? Chiếc nhẫn nó dẹp rồi, chiếc nhẫn đeo không vừa. À, với cái cọng như bạc. Rồi còn cái gì nữa không? Dẹp hết rồi. Có bộ xi măng cứ đeo luôn. Đâu bộ xi măng đâu đang đeo luôn anh không? Đeo Long cho khán giả người ta vui, người ta cho phải đeo lên cho thấy. Ờ, để chi? Đeo. Nguyên bộ đó luôn. Ủa, trời ơi trời. Cái này cái nào cũng có nào nó lột ra bỏ đi. Bỏ lột ra đi. Mấy cái đồ cũ lúc trước á chị người ta cho mấy cái đồ cũ á. Rồi. Nó đen hết rồi. Ờ bây giờ phai màu rồi, cái nào phai màu bỏ đi. Mấy cái hồi trước chị đi trên đường ta cho à. Trời ơi, nhắn kim cương. Trời ơi, nhắn kim cương đó. Mà ở đâu? Ở trong đây luôn á. Ở trong này sao cái này nó đem thù vậy? Nè. Đi coi, cho con coi coi. Coi coi. Này đâu phải đâu. Không phải. Bà thấy nó đeo ngày hôm qua đó. Đeo qua. Này của bà riêng mà. Ừ. Không biết. Áo đẹp không. Ủa, sao tháo ra rồi? Đeo luôn nguyên bộ luôn. Tháo. Tháo mấy cái bài màu ra. Ơ áo này là áo của Úc Linh. Úc Linh đi. Cái đó là cũ của đó. Chị đó. Đó đó mặc được rồi đó. Đây là áo của em. Đem vô rồi đi mất đêm người ta nói vậy.
sợ nhiều khi người ta bỏ vậy ấy này kia đem xong đi là hồi ấy ha. Ngồi mình lấy ra chắc là chừng nào mình đi đâu đó mình đeo. Áo này là áo của bà con của Út Linh. Mày mày ra mày sốc qua tùm lum hết trơn rồi Đức ơi. Quá trời đẹp luôn ha. Hà Lộc. Mừng không cô? Mừng. Mừng. Nói chung thì quý cô chú anh chị Mạnh Thường Quân nhắn sao thì con nhắn lại vậy thì con cũng gửi tới cô. Đồ đẹp không à? Ủa đứa cái nào đâu chàng? Chà mặt nó vừa rồi là đẹp dữ. Toàn ôi trời, má chồng khen luôn. Chưa sẵn mở chưa? Bỏ chờ nguyên bộ đó, mười mấy hai chục chiếc gì vậy? Cái này theo đúng là 12 chiếc á. Nhiều quá. Hai bộ là 12 chiếc. Này 14 chiếc cô ơi. Thường bộ 7 chiếc hay gì á. Bộ dòng C-Ben là 7 chiếc. À, hình như là 7. Dạ. Đây là cái khăn. Cái này là hồi nãy của ai? Của chị hả? Ừ, mới đeo vô nãy. Mới đeo vô. À, mới đeo vô hả? 3 chiếc không hả? Nè. Cái đó là cái cũ. Không, cái đó cũ. Cũ hả? Dạ. Nó giả. Còn giả của chị ha. Rồi, còn cái này thiệt nè. Ủa sao có 13 chiếc? Banh nó gãy quá, nó lột dây vô được không? Ừ. Vừa không, không, vô. Nó không ấy nè. Mình bẻ xe hơi xíu rồi mình đưa vô. Ấy à, dở mạnh đi, không gãy đâu. Gãy mà. Đau không? Vừa không? Đó. Chúng ta hai chỗ. Lắm gì cho. Cái này nó có cái móc hay gì? Đúng rồi, có cái móc. Đây là đồ đẹp không à? Không, cái đó như một cái chiếc gờ ở ngoài, nó cặp mấy cái này lại thì con này nó dính gì luôn. Nó cũng có cái móc, chọt vô à. Chọt bóp lại là cứng à. Lòng cái bóp à. Bây giờ đồ bẹp không à? Nó có cái móc thật. Lòng bàn tay để cái đó mắc kẹt cái tay thịt đó sao ai vô được. Ồ, mẹ chồng đeo luôn. Rồi cô bóp xéo ăn bên, cô bóp xéo ăn bên cho nó co lại đi à. Để cô tự đeo đi, cô chú cô ơi, gần mấy cái này. Cái thân đẹp không à? Không có thấy đường. Trời ơi, đó, không có đường đâu được nè, đây trời nè. Trời ơi, anh Long anh không biết đeo. Mẹ chồng biết đeo. Nguyên cái tay là vậy kìa. Này là cô tự đeo nha cả nhà chứ mình không có kêu nha. Cả nhà cũng hoan hỷ nha. Cô thấy anh Long làm cô tức. Thấy cô tức cô bay vô cô đeo cho. Ai đồ đẹp quá à. Ơi ra đồ của con nè. Đồ của con. Con mặc thử coi. Đâu đó kìa, con bạn cho thử coi. Đồ con bạn cho thử coi. Bạn vô. Đồ đẹp không à? Cái nghêu nó bật cái vỏ. Nó quát ra cái người ta bóp ngoài nè, người ta bóp vô ngoài nè, người ta bóp vô gì cái đẹp không à chú ơi. Ra, ta nhắc vô à. Dạ. Ô, khinh đẹp quá. Cái chú mà còn biết nữa kìa. Nè. Cái áo này đẹp đẹp không nè. Dạ. Khăn màu đỏ. Đẹp hả bạn không? Ông nội cho bạn rồi bạn không? Lấy bộ bạn đi. Bạn không? Ô bà mày đẹp quá đẹp. Đeo đơn giản lắm mà sao Long thấy cầu kỳ quá ta. Bóp vô cái ấy là được rồi. Đẹp không? Đẹp không Phụng? Không. À, mẹ chồng á đẹp không? Đẹp rồi là phải sáng thức dậy sớm nha. Rồi. Chăm sóc mình mẩy nha, đầu cổ nha. Bây giờ có đầy đủ hết rồi. Có đầy đủ rồi đó. Rồi, sữa tắm này kia tá là sữa tắm đó. Dầu gội đầu đồ đầy đủ luôn, kem rồi vẽ chân mày, nói chung là bộ mỹ phẩm từ trên tới dưới là ok. Là cái cây này cái gì? Đâu vẽ thử ơi. Vẽ thử ơi sao? Có rồi, cây xịn đó. Bộ, có cái kiến kìa đó. Một bộ nói chung là quần chip. Quần lót á. Với áo ngực là đầy đủ luôn. Rồi mẹ chồng là chuyên tâm đeo hết luôn. Cái không ạ? Đó. Rồi.
đủ chưa, đủ bộ chưa, chưa còn mấy như 14 chiếc ha cô, sao có 13 chiếc thôi à, 13 chắc chiếc. Lẽ chẳng thì chẳng chứ sao lại lẽ 13 chiếc coi có gớp đâu không không biết, thằng hiện nãy trong bọc vậy đó. Dạ đây là đồ đẹp của con. Ừ đẹp bạn không bạn vô chúng hả chúng đây, 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 cái này mấy đứa con lắm rồi đó đó đúng rồi đó cái này chắc mặc cái đầm quá không lẽ đồ đồ lửng này thấy có cả sao thấy cả quần không à quần không hả được chưa bóp vô cho sát nha để nó làm gớt đó đó ngon à. Nhớ nha, đeo vàng này là không được đi ra ngoài nha. Đi ra ngoài nha, ngoài là chúng làm cái bụp cái rồi. Ừ. Cái này ta tưởng đâu vàng thiệt, ta bụp à. Bụp cái còn cái cù lôi không á. Này là vàng non. Rồi cái chị đó gửi nó là vàng non. Vàng non thì nó sẽ lâu phai màu hơn là vàng xì ở ngoài. Ờ, ok luôn, cái này anh có kinh nghiệm đeo ha. Đó. Ok đó. Đeo hết vô nguyên bộ luôn Lộc. Cái này không tháo à, mà nó đánh bây giờ nè. Tháo ra, tháo ra hết. Chết, chết, chú kia lại tới kìa. Chết. Không chịu công an lại. Chạy vô liền, mau lên. Đâu, chú lại đâu. Cũng đang lại đó.